Đấy, có tai nạn. U đi có mẹ mày. Nó đi sao cơ, đi có mẹ thằng này nó lèo này. Này nó lèo. U đéo cầm cái gạch xoáng nó bắt cái cổ đi này. Đéo gì có tai nạn thành công này đó. Xác định là do này chết thì chắc này rượu rồi. Ăn hai lần cái gì sao? Đi sao đi học sinh này không phải đặt cái cháu tôi nhé, cái cháu cái đi gọi một cái cháu ạ. Phanh nó phát quả này cháy đường là chết, quả này nó phanh cháy đường cái là chết. Đi thôi mẹ mày, đi thôi mẹ mày này nó này cái Hải Phòng. Hai là Hải Phòng chơi đi nào. Từ đi sau mẹ đi trước bay biết. Tiền bắn sâu đã biến thêm u sầu. Mày quá tao cái điện thoại trong túi vào tí rơi con bài điện thoại. Đây là đây đó. Đây xe đi mẹ. Cái gì ngu đéo chả cái gì chọn nhỉ? Sớm muộn bị ta đã. Không phải mồm mình đọc thằng này mà nó đã xác định chí rồi này, thế bọn này nó phanh nó đấy rồi, mình không biết gì, mình tưởng là đi có mẹ thằng công nó chơi mình cơ mà công nó chơi thằng này. Nhìn đường quá đây anh đường rõ bên đường nhìn kéo điện đủ đi, cứ điện xanh thế này à, cứ điện xanh này ngoài của mình đâu nhỉ. Không mình đi xem nó tí mình lại ổn chó thì ăn nó rồi. Không đấy, đi đi, chạy đi. Đi chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Không việc gì, không việc gì cả. Chạy đi, không việc gì, không việc gì. Đây là súng đánh nhau này, quá 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 đấy, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Nhiều. Đấy. Anh sẽ quyết định chơi lớn. Chơi cầm dao băm. Sang đít con này để chúng ta hóng mặc tôi phát trực tiếp luôn. Rồi rồi anh nhớ rõ đấy thương em tìm thật sâu. Ép vào đấy. Anh nhau xa xa đi. Lại lòng bố rồi con cứ vòng vòng. Lại vòng cũng lòng vòng được đâu. Thành công này nó xác định chơi chết rồi đấy. Ai là? Cứ mẹ nhầm chầm cụ gạch rồi. Yeah, no chance.